Cái thời mà anh học lớp 5, mấy cái ông nội lớn lớn á, mấy ông mua đĩa để bên ngoài cái tiêu đề là tình yêu tuổi học trò. Đọc nghe nó hấp dẫn lắm. Anh cứ nghĩ là một bộ phim gì đó, giống như kiểu mấy anh chị cấp 3 á, mở lên một cái. Em mà qua nhà nó chơi, em chán quá. Anh tới nhà em rồi nha, bên không phải á, em xuống đi nha. Dạ. Ok. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Thì hôm nay là mình có hẹn đi ăn buffet với cả em hôm nọ mà mình chở đó. Phê chưa, đi ăn buffet là phải phê nha anh em. Hello, em. Bữa nay mình ăn buffet gì? Anh xin lỗi vì qua trễ nha, nhưng mà tại vì qua trễ mình mới đói. Mình đói rồi đó, mình ăn mới ngon. Em đang rất đói luôn á hả? Cả ngày nay anh chưa chở ai á. Em là người đầu tiên của anh đó. Người đầu tiên gì anh? Người đầu tiên anh chở. Là sao? Thì hai cái hôm nay luôn. Cái gác chân nó vẫn ở trên đó. Tối nay anh cày đêm nữa nha. Dạ. Anh cày đêm được nhiều tiền không? Bữa sau anh lại dẫn em đi ăn thịt ngon. Nghe này hấp dẫn ha. Đây là không gian bên trong. Ui, hôm nay đông sự. Đông mà chật kín người luôn á các bạn. Đồ Tết á? Chưa. Anh đồ Tết của anh đây. Anh có nhiều áo ráp lắm. Nhìn mấy đơn đến hồn nhiên thích ha. Hồi bé thì ước được nhanh lớn, mà bây giờ lớn rồi thì lại ước được là con nít. Trong này có rạp chiếu phim nhỉ? Xạo chó, xạo chó. Mấy thằng bạn anh nam không? Nam đi coi phim làm gì? Ủa, đi coi thì đi coi thôi chứ làm gì. Em với nam mà. Ủa chứ không phải coi phim mà là mình để mình nâng cao tình cảm hả? Nam với nam đi coi nó nâng cao cái độ đau của em. Đâu có. Đi coi đó, nè, coi bái phần. Một phần là sao? Đâu tới giờ phim nước ngoài đó chứ. Phim Việt Nam tầm mấy trăm tỷ thôi. Thì mấy bộ phim nước ngoài đó, ví dụ như là Spider-Man nè. Em coi chưa? Em coi rồi hả? Em chưa coi. Em hay vô đây chơi đua xe. Em thích chơi đua xe. Cái đua xe kia nó chán hồ. Đua xe là mình phải vô trường đua Đại Nam mình đua. Đua Đại Nam ở đâu? Nó mới gắt hả? Của khu du lịch Đại Nam của cô Hằng đó. Hot vậy mà em không biết luôn rồi. Đốc Kỳ hả? Đốc Kỳ, đâu đi vòng vòng em thích nào? Anh thích ăn chảo cá. Ngu ăn. Đây vô ủng hộ người ta em. Thấy thương quá vậy. Tại sao? Tại sao cái quán này lại không có một bóng người nữa này? Đa số tình cá luôn à. Chỉ là cá không à? Cá không luôn á. Bởi sao không một bóng người luôn. Mà trong khi đó mấy quán kia bên này là bên đối diện, nó khác một trời một vực luôn. Em có muốn ủng hộ người ta vé không? Em hả?
Em không ăn được cá đúng không? Tại vì em hay bị khóc xương á. Ở nhà mẹ em kêu là thôi mày làm ơn mày đừng có ăn cá giùm tao nữa, mày cứ ăn là khóc xương rồi. Mình ăn loại cá không xương. Anh là lương không xương hả? Lương thì có. Thấy tay anh dẻo không? Đây là cái đốc kia đi, em có vẻ thích cái đó đúng không? À ok. Hay là anh thích cái nào? Anh thích đốc kia. Anh ăn nhiều quá hả? Không, không có, không có. Đi, đi. Không, em biết tại sao anh lại thích cái món đốc kia không? Sao vậy? Đọc nó kiểu đốc kia, đốc kia, đốc kia, đốc kia rồi. Gì vậy? Thì... anh bậy bạ. Bậy đâu, rõ ràng mà anh thích cái món đốc kia. Đốc kia là gì? Đốc kia hả? Đó ghi là một con cái con trong phim hoạt hình đó. Oh my god, who the hell cares? Ê, cái này. Cái này hơi căng nha. Em chưa coi. Ờ lát anh chờ coi. À, cho coi ngoài đời thật luôn. Ê, là con hả? Ở đâu nó ở đâu? Ờ nó chiếu phim bây giờ là nó chiếu phim tới mười mấy D là nó thật lắm. Bây giờ em coi trong rạp là 2D, 3D đúng không? Phim này nó tới mấy trăm D luôn. Ồ. Ghê lắm. Coi quá à. Đi, vô. Có liền được không? Thôi, thôi, thôi. Ăn có sức cái đó rồi coi. Hôm nay mình tính mấy giờ nè em? Dạ, mình ăn 1:30 rồi. À. Ủa, buffet mà cũng có tính giờ nữa hả ta? Có chứ. Sao anh nhớ buffet là... anh có mấy người bạn nó ăn từ sáng tới tối luôn kìa. Ăn thì trưa chứ quán mở buổi trưa. Vậy sao quán người ta làm sao? Buổi trưa ăn xong á, cái bắt đầu ngồi chơi game, uống nước các kiểu. Cái tới chiều ăn dập nữa rồi về. Ăn vậy sao quán người ta á? Thì đúng mà, ăn quán thối tiền luôn. Quán không lấy tiền luôn. Kêu đi, kêu đi. Ủa, ở đây là mình phải đi lấy đồ ăn nữa hả? Đúng rồi, buffet là mình phải đi lấy đồ ăn á. À, ok, đi. Em cứ gấp mỗi cái một miếng. Cái nào ngon thì hai miếng. Ui, 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 ít thôi, ít thôi. Quyệt cá viên á. À, cái mình nhúng rồi. Nhúng vô. Đúng rồi. Nè, nè, nó là à. Đúng rồi. Chả cá vị cay, chả cá chiên vị à. Ê thôi, nè, em thích gấp gì vô. Ăn nè. Cái này để lát rồi ăn với lẩu. Em cứ lấy đi. Anh bình thường ăn nhiều mà gặp em sẽ ăn nhiều hơn đó. Ủa sao vậy? Anh ăn nhưng mà trước mặt là một cái gì đó cảnh đẹp. Anh ăn cũng ngon mà người hôm nay là đặc biệt là cảnh đẹp mà người đẹp nữa. Cái quán ấy là sang xịn mịn đó, rồi đi ăn cùng người đẹp nữa cho nên anh ăn khá nhiều. Cũng may là cái này ăn buffet. Ăn buffet là mình ăn nhiều cũng chỉ có một giá tiền thôi đúng không? Dạ đúng. Chứ em dẫn anh đi ra quán anh ăn chắc mạt luôn. Hương vị tuổi thơ nè, tỷ lệ hoàn hảo nè, hương vị đậm đà. Em thích cái hương vị nào? Chưa đâu, cho anh rồi tí đi. Mình ăn cái này trước đi hả? Mấy cái này này tỉ to luôn. Có nĩa hay kéo gì không ta? À có kéo, để anh đi lấy kéo. Đói lắm hả? Ngon. Ngon quá, rất là đói luôn. Hơi cồng kềnh, lách cách. Hơi dở. Cái gà hả? Em gấp cho anh miếng thôi. Gấp cái nào bên mình? Gấp cái miếng nào bên em á, để anh ăn thử coi. Cái này.
anh cảm nhận được vị ngon rồi. Mà cái này là gì ta? Anh thấy ngon không? Hình như em lúc mới ngon á. Thôi là em lúc luôn rồi. Ok. Thôi được rồi. Nên nó giỡn á. Em ăn đi, em ăn. Hồi lớn ba mẹ có hỏi sao không ăn cơm ở nhà không? Có hả? Trả lời sao? Lỗi anh. Đang ngập miệng hỏi. Cái mẹ hỏi em là sao ăn cơm? Xong rồi em nói nè, mình ăn với bạn. Công nhận là thịt đó, ra miếng nào có miếng đó luôn. Quá trời người mà có một khay thịt. À, ăn hết luôn mới ngon. Nhưng mà giá cũng hợp lý ha, có 300 mấy cả thuế nữa, 305 hai người. Rẻ, một người có 150 à. Quá rẻ luôn. Lần đầu được ăn ở trong trung tâm thương mại mà lại được ăn cùng người đẹp nữa. Nay để anh về anh khoe với mấy anh chạy Grab kìa. Khoe với ba mẹ chứ. Không, anh thích khoe với mấy anh chạy Grab kìa. Tụi anh chạy Grab rảnh á, tụi anh hay ngồi ở mấy gốc cây á. Cái bắt đầu ngồi chém gió, chở khách vui, nói chuyện gì vui vô mấy anh em chém gió với nhau. Mà anh về anh nói anh chở được một bạn nữ rất là xinh và được mời đi ăn nữa. Và đi ăn cùng bạn nữ đó nữa chắc không ai tin được. Chắc mấy anh đó chờ kho mày xà. Thì bữa nào anh gom lại rồi anh điện em ra. Em cho mấy ổng lát mắt trời. Em giả bộ nói em. Bạn trai, đây là bạn trai của em á. Trời, thích gì anh chịu đó luôn. Không biết cầm sẽ hết hồn luôn. Không biết là lúc đó mấy ảnh sao ta. Không, nhưng mà anh cũng có thấy một vài anh rồi chạy Grab nhưng mà có bạn gái xinh lắm. Anh có. Ui, trong này trẻ em đúng rẻ luôn. Ví dụ như đi Lotteria ăn miếng gà không cũng 50-60 ngàn. Mà vô đây cũng thích ăn gì ăn có 69 ngàn. Đôi lúc anh tự hỏi nha, họ mở buffet ra như vậy họ có lỗ hay không? Lâu lâu anh hỏi á. Tại vì những người bạn của anh toàn là sấm chớp nó ăn không à. Ăn mà anh kêu cảm giác bị lỗ người ta luôn á. Lỗ người ta dịp tiền rồi à. Mà đồ ăn cũng ngon, cũng tươi mà, chứ có phải là đồ bài bạ gì đâu. Mà sao hay thiệt. Anh coi búp bê nhiều chứ, anh chỉ ăn tầm 3-4 món à. Là chủ đạo, còn mấy món kia giống như giờ là cái này nè. Cái bắp nè. Như cái tteokbokki vẫn trắng hết. Để em kể anh nghe. Cái chuyện mà gánh cộng lưng em luôn á. Ghê rồi, sao ạ? Cái lúc đó là em mới tập đi xe máy. 10 ngày em á. Kiểu nhiều xe tải á. Anh thấy em mới nghe nhiều xe tải. Nhiều xe lớn, anh nghe tới đó anh thấy bắt đầu thấy hoang mang rồi đó. Mà em tập xe máy nha. Chú em mới kêu là ngồi lên xe đi. Cứ vặn ra chạy bình thường là được, không sao hết. Xong em chèo lên, em dặn nó từ từ. Sau khi em cầm tay á, em dặn phóng đi gieo luôn. Làng vậy nè. Chắc bị chửi cho. Chắc bị chửi cho banh đầu luôn á. Cái sau hai ông đang chạy xe tải á. Hai ông thích hồn luôn. Cái em đứng đối diện luôn mà. Là cái xe tải trước mặt em luôn á. Em là đứng giữa luôn mà đứng đối diện nữa. Đúng là em hoảng quá, cái em lại vậy nè. Em lại vậy là ra rồi, là ra đường của em rồi. Cái hai ông chửi trời luôn, chửi. Gặp. Trời ơi, trời, tập xe máy đi, chỗ này vắng rồi tao. Nếu mà cái đường lớn rồi tao trời. Cái đó là không những ông bà em gánh em mà ông bà của hai ảnh cũng gánh hai ảnh đó. Cái ở bên Trung Quốc á là bởi vì tỷ lệ nam quá nhiều. Có nghĩa là nam đẹp trai có, tài giỏi có, nhưng mà
bởi vì quá nhiều đi, không có nữ ra đấy. Bởi vì Trung Quốc cũng như châu Á, cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở từ ngày xưa tới bây giờ vẫn còn, là các gia đình người ta thích con trai cho nên đẻ là cứ canh đẻ con trai. Em nghĩ là đó, con trai bên đó mà ế á là chắc là người ta không đẹp, hoặc là công việc người ta không có đủ để lo cho người con gái đó, cho nên người con gái đó có nhiều lựa chọn tốt hơn. Chứ anh nghĩ đi, ví dụ như 10 người đàn ông đúng không, thì người con gái nó phải chọn người tốt nhất rồi đúng không? À, nhưng mà bèo bèo bên đó qua Việt Nam mình lại là ngon cơm đúng không? Nhưng mà ở bên đó thì không đủ chỉ tiêu của con gái bên đó, ví dụ như ở bên Trung mà người ta giàu người ta đẹp trai thì đầy người theo thiếu gì đúng không? Thế là chắc nói như em bao giờ anh mới có bạn gái. Trời rap ở Việt Nam bao giờ em tính ai, bao giờ anh có bạn gái? Câu hỏi của anh giống như là khi nào bấy được 1 tỷ có mè vậy á. Ui, khó vậy luôn á hả? Thôi, kiếp này coi như bỏ. Khi nào bấy được 1 tỷ có mè vậy á. Nhưng mà em xin như thế này chắc người tán xếp hàng à? Mà em sẽ chọn người mà em thích à. Em đang bị ngược á, kiểu như là đó giờ em toàn theo đuổi người ta tới nỗi mà em bị phủ á, em phủ tới nỗi mà đói, em thề tất cả mọi thứ cho họ luôn mà họ cũng không quan tâm em nha, xong kiểu em đơn phương vậy á, mà em đau lòng quá, xong em mới từ bỏ, là kể từ đó là em từ bỏ không có thèm qua nữa. Chứ trước đó là hay kiểu em thích người nào đó là em theo đuổi cuối cùng luôn á, nhưng mà tổn thương bây giờ đau lòng. Bây giờ là phải chọn cái người thương mình, đừng có chọn cái người mình thương họ. Bởi vì mình cứ thương họ đến mấy mà họ gặp được cái người mà họ thương thật lòng á, hỡi thì họ cũng rời xa mình. Nói chứ anh phải bắt đầu thương em mình đó. Sao em có tính chuyện dài lâu không? Mẹ anh kêu là cho em coi đất ghi á. Ai kìa. Cái đó thì anh mấy cái đĩa anh để bên phòng anh nè. Qua phòng anh đi anh cho coi. Coi đĩa hả? Ủa? Nhưng mà bên phòng anh mới coi được. Em muốn coi bây giờ luôn hay gì? Thế là coi đĩa. Bây giờ người ta mở mạng lên là coi được rồi mà. Mạng nó chỉ được 2D thôi trên màn hình. Đĩa nó tới 200D. Đĩa 200D. Đĩa gì ghê vậy anh? Cái hồi mà anh học lớp 5, lúc đó chưa có internet. Ôi trời, mấy cái ông nội lớn á, mấy ông mua đĩa để bên ngoài cái tiêu đề là tình yêu tuổi học trò. Đọc nghe nó hấp dẫn lắm. Anh cứ nghĩ là một bộ phim gì đó, giống như kiểu mấy anh chị cấp 3 á, anh hết nhau mở lên một cái tới công chuyện luôn, nó bị detox tâm lý luôn em, bị như kiểu trái đất này nó là một cái gì đó lừa dối vậy. Trái đất này là của chúng mình, tại vì tụi anh là tụi nhỏ, mấy ông lớn mua tụi nhỏ thì kiểu tò mò. Anh chưa bằng em đâu, có mà em 5 tuổi sao qua nhà thằng bạn em, thằng bạn hàng xóm cái có nhiều đĩa lắm mà chán quá đâu có làm gì đâu. Giờ nó mở phim 5 tuổi. Không quay chưa là coi như mày có đĩa không, cái nó chưa có nhiều lắm. Hồi xưa coi đĩa không à, hồi xưa em toàn coi siêu nhân, ngày nào em cũng kêu mẹ mua một cái đĩa siêu nhân em coi. Thì hồi xưa là nhà em ở đằng trước là bán hàng á, cho nên em phải coi nhà, không làm việc chợ. Còn mẹ em là ra đằng sau nấu cơm này kia. Cái em cho mẹ mua đĩa siêu nhân thì ngồi coi á. Khi em qua nhà nó chơi, cái em chán quá. Em nói chơi là, ơ chán rồi, có đĩa không, mở coi đi. Cái quà thấy cái đĩa ghi nữ siêu nhân xinh đẹp hả? Cái không,
rồng ở Cao Thiên Nhân. Em kêu chán quá, Cao Thiên Nhân ở nhà tao mấy cái này tao coi hết trơn rồi, nhà mày còn đĩa năm hay không? Cái nó kêu không có mấy cái này thôi. Thế sao em mở cái ngăn tủ dưới á, em kêu ê có mấy đĩa này hay quá nè, sao mày không lấy nó con? Cái nó kêu là cho lỏng ngồi đường tóc của ba. Thảo ba, ba ba, ba ba chơi kiểu kỳ vậy. Nói kêu là không coi được đâu, ba tao mở coi là ba tao biết, ba tao quýnh á. Cái xong em kêu thôi chắc đẹp viên hay lắm, ba mình mới giấu nè. Hồn nhiên như một cô tiên vậy rồi. Mẹ may lắm, ba mẹ mới giấu không cho coi nè. Mẹ á, hồi nhỏ nha. Cái gì mà càng cấm là mình càng tò mò đúng không? Thì đúng rồi. Đúng rồi, càng cấm là mình càng muốn coi. Em kêu là, ôi năn nỉ luôn á, mở con coi đi, mày thấy nè. Không có liên nhân lắm. Liên nhân ở nhà coi chịu chán quá. Mở thì tao coi đi, năn nỉ luôn á. Em kêu là, tao cũng chưa coi, thôi mở coi đi. Nó cũng bằng của em hả? Ừ. Mở lên thấy gì? Em mở lên cái thấy hai người đó, xong em cho là trời ơi, phim gì chán quá con. Thì đúng rồi, lúc đó làm gì biết cái cảm xúc hay là gì. Ừ, còn nít mà. Hoặc là mình nghĩ kiểu sao mấy người này không mặc đồ, kiểu đơn giản vậy thôi. Em cho là ba mẹ có phim gì chán quá giờ, mở lên có anh. Mở lên có hai người mà không có nói gì hết. Trời, đứa mà ba về cái chắc rau quýnh tét hết luôn, quýnh xỉu luôn á. Của ba tao đấy chứ.